với trang phục đó là quần đỏ áo đỏ, tất đầy đủ các kiểu và bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý các bạn. Với sự có mặt của cầu thủ áo số 1 đó là Mạnh Quân, số 85 sự có mặt của Lê Tú sẽ cùng chúng ta không chờ đợi Lê Tú sẽ làm gì ở trong tình huống này. Cử ly suýt phạt là khá xa, Lê Tú suýt được ngay. Không có gì khó khăn đối với thủ thành bên phía Phú Nghĩa, đó là Lê Nhung. Cả hai đội vẫn đang quyết tâm để mang về niềm vui dành cho xã nhà của mình. Chúng bóng ném bóng vào trong rất mạnh, đánh đầu. Trọng tài xác định bóng chạm tay. Và sẽ là một tình huống đá bèn dành cho cao thủ bên phía Phú Nghĩa. Họ đã tận dụng rất tốt ở những tình huống cố định như thế này. Và ai sẽ là người được giao trọng trách lính sướng tình huống đá bèn này đây? Trần Bèn luôn luôn có được một sự áp lực rất lớn dành cho những cầu thủ nào lính sướng. Và chúng ta cũng chờ đợi khi mà cái chỉ tay của trọng tài Phan Xuân Long là cực kỳ dứt khoát. Và chúng ta cũng chờ đợi tiếng hò reo cũng như là tiếng cổ vũ của khán giả ở trong tình huống này dành cho cầu thủ đứng lên dứt điểm. Đó là vị trí của cầu thủ áo số 6 Quang Dương. Quang Dương sẽ lĩnh sướng tình huống này. Quang Dương sẽ đối mặt với Mạnh Quân. Ai sẽ là người hùng ở trong pha bóng này? Chúng ta cũng chờ đợi. Sự hồi hộp đang được dâng cao. Con tim đang cháy bỏng. Một dáng đứng cực kỳ tuyệt vời. Và chúng ta cũng chờ chiêu nào. Quang Dương sẽ đối mặt với Mạnh Quân. Rất đổi hộp. Thật sự là rất đổi hộp ở trong những tình huống như thế này. Quang Dương 1-0 dành cho cầu thủ của Phú Nghĩa. Và đó là một tình huống ra trận đầy quyết đoán của Quang Dương, cầu thủ màu số 6. 10 điểm dành cho sự bản lĩnh của người đội trưởng mẫu mực bên phía Phú Nghĩa. 1-0 dành cho em phần kịch tính. Đó là những gì mà trận đấu ngày hôm nay đang tạo ra. Bật vụ lên ngay cơ. Bóng vẫn còn cực kỳ lộn xộn nhưng không có bàn thắng dành cho cao thủ của Trung Nghĩa. Một trận đấu phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Trận ngoan của cầu thủ số 10 đó là trung tâm sẽ làm gì để có thể giúp cho đồng đội mình băng lên đánh đầu một cách tốt nhất. Đánh đầu. Bóng vẫn còn trong cuộc. Nhưng sau đó thì bóng đã đi hết đường biên ngang. Và sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho Phú Nghĩa. Đây là tình huống ném biên rất mạnh của Hồng Quân. Bóng vẫn còn trong cuộc. Khá nguy hiểm ở trong những pha bóng như vậy đấy rồi. 2-0 dành cho cầu thủ của Phú Nghĩa. Và đó là tình huống làm bàn của cầu thủ mang số đấu 38. Rất tuyệt vời, Nguyễn Doan là người lập công để mang về niềm vui dành cho khán giả nhà bên phía Phú Nghĩa. Một sai lầm, thật sự là một sai lầm tai hại của Trung Nghĩa. Họ tưởng chừng như bóng đá trôi hết đường biên. Và họ đang có được những phán đoán cũng như là một sự khiếu nại tới từ trọng tài. Và theo khán giả thì chúng ta cần phải coi lại công nghệ làm chậm. Và chúng ta có va. Chắc chắn sẽ có va ở trong pha bóng này. Chúng ta đang thảo luận với hai trợ lý của mình, đó là Phạm Xuân Đình cùng với ông Phạm Bá Hồng, để coi va. Chúng tôi sẽ coi va ở trong pha bóng này. Có va. Nhưng
Như vậy thì trọng tài Phạm Xuân Long quyết định không có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Phú Nghĩa. Sẽ chỉ là một tình huống phát bóng lên mà thôi. Đây chắc chắn sẽ là một món ăn tinh thần sau Tết của những bà con thị trấn Lộc Hà yêu mến bộ môn thể thao vua. Bộ môn luôn luôn mang lại sự cảm xúc tốt nhất dưới địa. Và một đều dành cho Trung Nghĩa, và đó là Văn Sông. Văn Sông, nhưng chúng ta cũng xem lại tình huống vừa rồi khi mà vị trí của cầu thủ mang số đấu 25 Chí Hành, anh đã có được một tình huống bắt tóc như là một cơn gió để có thể tạo ra được một đường cắt tốt giúp cho đồng đội mình sang một cách biệt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trước bóng đang là vị trí của Văn Sông. Văn Sông, một tình huống đá phạt chưa còi. Nếu như nghiêm khắc hơn thì trọng tài Phạm Xuân Long đã có thể rút thẻ vàng ở trong pha bóng đó. Đấy rồi, không được. Ở trong trận đấu ngày hôm nay chỉ mới có được một sự thay đổi người bên phía Phú Nghĩa mà thôi. Các cầu thủ Trung Nghĩa vẫn chưa có được sự thay đổi người, khi mà ban huấn luyện cũng như là huấn luyện viên đội bóng này vẫn đang tin tưởng với lối đá của mình, cũng như là tin tưởng những con người ở trên sân. Rồi vào! Một cầu vồng đã được vẽ ra trên sân bóng thị trấn Lộc Hà. Chúng ta chờ đợi cầu thủ nào đã ghi bàn. Có vẻ như thì đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 9. Anh đã làm bàn một cách đầy tuyệt vời. Đỉnh sao, cầu thủ vào tay người. Đỉnh sao, đúng như là cái tên của anh vậy. Đỉnh, quá đỉnh ở trong vòng vừa rồi. Một tình huống mà trái bóng đã được vẽ bằng như một cái vòng cung. Quá chưa lâu thì ngay lập tức Phú Nghĩa đã trừng phạt tình huống vừa rồi. Tình huống mà Mạnh Quân đã bay người tô thêm vẻ đẹp của bàn thắng của Đình Sầu mà thôi. Công tác an ninh tại sân bóng thị trấn Lộc Hà vẫn đang triển khai là rất tốt, khi mà khán giả đang đến sân ngày một đông hơn. Cơ hội đến rồi, dứt điểm và hai đều dành cho các cầu thủ của Trung Nghĩa, đó là Lê Dũng. Sự quyết đoán của Lê Dũng đã tạo ra được một tình huống dứt điểm rất tốt. Hai đều dành cho Trung Nghĩa rồi. Và như vậy thì các cầu thủ của Phú Nghĩa sẽ có được sự thay đổi người, khi mà Nguyễn Doan sẽ là cầu thủ rời sân. Cầu thủ vào sân sẽ là chân sút mà số đấu 22 Nguyễn Sang. Chờ đợi một siêu phẩm được những cầu thủ của cả hai đội sẽ tạo ra. Tình huống giải quyết chưa thật sự gọn gàng. Không có lối ở trong pha bóng vừa rồi. Và trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Hoàng Dương, bóng vẫn còn, tranh chấp đầy quyết liệt. Lại là một tình huống giải quyết an toàn tới từ vị trí của Xuân Hoàng. Một trận chung kết sớm của cả hai đội. Ném biên khá tốt. Cơ hội đến rồi. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Phạt bóng rất tốt, lộn xộn. Cơ hội đến rồi. Dứt điểm đi nào. Và đó là cảm xúc sự thăng hoa tuyệt vời. Sự thăng hoa không bao giờ có ở trong trận đấu ngày hôm nay của những cổ động viên cuồng nhiệt. Tỷ số đường nâng lên thành 3-2. 3-2 dành cho các cầu thủ của Phú Nghĩa. Ai ghi bàn là chị à? Và đó là tình huống làm bàn được đẩy lên rất cao. Hợp lý quá. Duy Đức Mày có bàn thắng hay không? Một chút nữa thôi thì Văn Tiến đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng tài năng của Lê Nhung. Phút bù giờ thứ 13 của trận đấu ngày hôm nay.
khi mà trận đấu đã phải gián đoạn đi rất nhiều. Khá nguy hiểm nhưng không có gì khó khăn đối với Tô Thành Mạnh Quân. Đây là những cơ hội cuối cùng. Đưa em đọc luôn mà. Đọc răng, đọc răng. Và như vậy thì tiếng còi của trọng tài đã hồi còi kết thúc trận đấu. Màn đỏ sưng giữa các thủ của Trung Nghĩa đối đầu với các thủ của Phú Nghĩa. Kết thúc trận đấu thì các thủ bên phía Phú Nghĩa đã có thắng lợi với tỷ số đó là 3-2. Và chúng tôi cũng xin đọc những đội bóng đã giành chiến thắng ở trong những ngày vừa qua. Xuân Hòa đã có được một chiến thắng bộ 3-1 trước các thủ của Yên Bình. 3-1 cũng là kết quả giữa các thủ của Phú Xuân đối đầu với Xuân Hải. Các thủ của Phú Đông đã phải nhận thất bại trước các thủ của Khánh Yên với tỷ số đó là 1-0. Phú Mậu cũng đã phải nhận một thất bại rất đậm trước Trung Nghĩa với tỷ số đó là 0-9. Phú Xuân đã phải thất bại trước Xuân Hòa với tỷ số đó là 2-1. Xuân Hải giành chiến thắng trước Yên Bình với tỷ số đó là 5-0. Phú Đồng giành chiến thắng trước Xuân Khánh với tỷ số đó là 4-1. Phú Mậu đối đầu với Phú Nghĩa. Phú Mậu đã phải nhận thất bại trước Phú Nghĩa với tỷ số đó là 7-0. 4-0 cũng là kết quả trước Phú Xuân đối đầu với Yên Bình. Khánh Yên cùng với Xuân Khánh thì Khánh Yên đã có thắng lợi với tỷ số đó là 4-2. Và kết quả ngày hôm nay thì Trung Nghĩa cũng đã có, xin lỗi bạn, Phú Nghĩa đã giành thắng lợi với tỷ số đó là 3-2 và chính thức bước tên mình.